Lê Phong chúng tôi là phải cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Những cái gì mà chúng tôi cam kết, những cái gì mà chúng tôi hứa với lại các khách hàng thì chúng tôi không quên đâu, quý vị yên tâm. Ở đây để cùng tham dự một buổi lễ trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ The Emerald Godview. Đặc biệt, sự kiện trao sổ này diễn ra chỉ sau 5 tháng sau khi chúng tôi đã bàn giao căn hộ cho quý khách. Năm 2023, dự án The Emerald Godview được chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Với việc chủ đầu tư trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 5 tháng bàn giao, The Emerald Godview đã trở thành dự án có tốc độ bàn giao sổ hồng nhanh nhất.